Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hiện lên màn hình các bạn bây giờ đang là một cái web mà nó ra cũng tương đối lâu rồi. Thì cái web này nó chức năng là bạn nó xem để xem mình cũng cũng không nhớ là nó ra tầm nào, nhưng mà mình đăng ký nó rất là lâu, đăng ký nó cũng lâu rồi đấy. Nhưng mà mình chưa bận quá chưa có thời gian kịp làm để cho các bạn biết. Thì cái web này đối với một số bạn cũng đã quen thuộc rồi, thì mình sẽ nói cho những bạn nào chưa biết về nó. Thì web này thì đảm bảo điều mình muốn nói là nó chắc chắn rút được, vì rất nhiều bạn đã rút rồi về, và nó không phải là bay về ví Bitcoin nào cả mà bay về ví Paper. Thì cái min rút của nó cũng rất thấp, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Nhưng mà cái thằng này thì có rất nhiều bạn cày, thì trong group của Facebook của mình thì tất cả link web này và link group Facebook, link Tele mình sẽ để bần bên dưới nhá. Thì bạn ấy đã có tool để bạn ấy test chạy thử rồi, bạn ấy đấy xin được, xin tool cũng được, nhưng mà nhiều bạn thì cũng không muốn chạy tool. Nhưng mà cái thằng này ấy, thì nó khi nó xem này thì cái thằng nó mình thấy nó cũng không phải là một thằng dễ kiếm. Nếu theo một cá nhân mình theo kiểu là chạy, nó cứ chạy liên tục ấy này xong nó bạn lấy đâu, vì nó sẽ cho bạn khi bạn xem xong bạn phải đoán nó là cái gì. Đây RMB Bob, mình nghĩ nó là RMB. Đấy, thế có nghĩa là sai, nghĩa là bạn phải hoàn thành hết 5 lần cái video này thì bạn mới, cái điều mà nó như thế này là sai nhé. Bạn phải lấy tiếp cái video nữa, có nghĩa là bạn phải hoàn thành đủ cái 5 cái video của nó, và mỗi lần khi xem bạn phải đoán được nó là cái dạng dạng gì thì bạn mới có thể lấy tiếp được video của nó được, không thì nó vẫn không cho ấy. Với lại khi rút của nó ấy, thì bạn cũng cần phải mời được hai, ít nhất là hai bạn bè thì bạn mới cho rút. Thì trước thì mình cũng đã dùng được rồi, nhưng mà sau một thời gian mình bỏ đi bận ấy, thì nó lại bắt mình mời, thì bạn bè thì nó mới cho mình chơi tiếp. Thế là mình hôm nay mình vừa post lên Facebook thì các bạn ấy đã ủng hộ mình, thì mình đã có thể làm được clip gửi các bạn đây. Thì cái thằng này nó tức ở chỗ là bạn phải đoán được cái clip này nó là gì, chứ không phải là bạn chỉ xem xong là xong, mà phải đoán được cái clip này nó là cái thể loại clip gì. Nhiều khi nó clip dễ thôi, mình chỉ cần nhìn hình thôi là cái hiểu, nhưng mà ví dụ như mình chả hiểu mấy gì về âm nhạc ấy thì mình cũng khó, có nghĩa là mình không hiểu được thể loại nhạc này nó là loại nhạc gì, nhạc gì thì mình cũng không 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 thể đoán được nó là thể loại nhạc gì, thì lúc đấy mình đã đoán sai. Còn cái nhìn cái kiểu như này thì mình đoán nó sẽ là một cái kiểu dạng, cái video bạn đang xem ấy, thì mình đoán nó là dạng kiểu như funny hoặc là kiểu kiểu này, nó giống như là kiểu dạng funny video hoặc là cái vlog gì đấy, nếu mà theo kiểu dạng như này. Thế này là nó kiểu một thằng Ấn đang nói chuyện, Ấn ấy bên xem kiểu người bọn bọn Trung Đông. Thì đấy, để mình vượt qua 5 cái này rồi mình sẽ cho các bạn xem tiếp là tất cả những về tổng quan về web. Thì về cơ bản chính của nó là bằng cách bạn kiếm tiền như thế này, poi pet lăn mình nghĩ nó là lăn. Không gì cả, mình rất, máy mình hiện tại rất rất ok đây. You got một, có nghĩa là một được, bạn có thể muốn kiếm thêm được này, kiếm thêm này. Đây là link của mình, nó kết kết hợp với việc đăng ký này và kết hợp với cả link Facebook luôn. Thì mình có muốn kiếm thêm thì ấn got one more ST này, có nghĩa là thêm. Bây giờ mình mới kiếm được một thôi, nghĩa là mình mới test được một. Có nghĩa là một lần bạn đi bạn phải qua được 5 clip như thế, liên tục 5 clip như thế thì bạn mới có thể là ấy được. Đấy, tổng quan cái web ở trong này nó như thế này. Đây mình mới kiếm được. Đâu? Đâu, không phải, đây là người mà người winner người ta kiếm. Thì đo là có nghĩa là ấn vào để kiếm tiếp này. Để xem mình này, my friend này. Ớt này,
chỗ này này, chỗ phần kiếm. Đây là kiếm thêm của hai cái quét này, hai cái trò chơi ấy. Vào lựa chậm hết. Mình đang chạy cái ấy này, cái này mình sẽ nói hơi dài một tí. Cái này vỗ này, phần này phần kiếm trò chơi. Liên hệ với chúng tôi. Window, right, giá. Đây là nó liên kết với hai cái quét này cũng nổi tiếng, các bạn xem hai quét này để chơi trò chơi. Mình thì không thích chơi mấy cái trò để quay về kiếm thôi. Mình thì không thích chơi mấy cái trò như thế này lắm. Mấy cái trò nó sẽ loát lên này. Máy mình nó đang chạy mấy cái đào liên tục này, nên ra nó tương đối là lâu, nên ra các bạn thông cảm. Mình cũng phải đang rất là cày, rất là vất vả. Đấy, đây cái game này này, chọn này, bây giờ mình không có đồng nào. Next door in đây, chọn chọn get coin. Đây hai cái này nó họ cũng rất là nổi tiếng, họ đang muốn để mình chơi cái đấy. Nhưng mà mình muốn giới thiệu cho bạn cái này thôi, là hai cái game này thì bạn cứ kích vào nó về mà chơi thử xem. Nên tơ này là nào vào chơi này. Đây không? Ừ, đây. Đây bạn có thể cái hiện tại cái trong cái này của mình nó chưa có cái gì, trong cái tài khoản account mình nó chưa có gì, nhưng cái min bay của nó này, đây khi bạn đủ 0.02 cái cạc này thì bạn sẽ có thể ấn vào đây, ấn đây thì bạn có thể rút. Hiện tại mình tính đây là mình có thể tính ra các nước, nó hỗ trợ một số nước đấy, ví dụ mình chọn ấn là nước mình đang ở thì nó có thể chọn chuyển về Amazon như cả banh ngoài cái banh này hỗ trợ này. À, cái này là 315 ruby cho ấy. Còn 0.05 đô này nó đã cho rút rồi thì bạn có thể lên, nó không có hỗ trợ Việt Nam. Quốc ngoài này được, bạn chọn quốc. À, đấy thì nó sẽ cho bạn rút. Thì đơn giản thế thôi, bạn cố gắng ấn xem video và ấy thế thôi. Mình muốn giới thiệu cho các bạn cái web này thì nhiều bạn biết rồi, nên mình không muốn nói nhiều. Đây là hai cái game của nó, thì bạn nào thích thì chơi cái kiểu loại game này thôi, nhưng mình thì thường thường mình không thích chơi những cái thể loại game này, vì mình đen lắm, chả trúng được đâu, nên ra mình không không muốn chơi nó. Nhưng cái min bay của nó tương đối là thấp, và các bạn ấy bị bay cũng tương đối là nhiều. Nhiều bạn cũng ngồi bạn ấy cày theo kiểu là một máy tính này, một máy bàn này, một laptop này, một điện thoại này. Bạn ngồi cày rất là kinh. Thật ra các bạn cũng cố thử mà xem, bởi vì cái min bay này của nó cũng tương tự tốt. Mình lúc đấy được một cái rồi mà vẫn không, chưa được cái gì, mình mới xem được có 5 gift này. Đây là những cái người mà chiến thắng cái bảng xếp hạng này, người chiến thắng winner. Nên bạn phải xem tương đối nhiều đấy thì bắt đầu mới đủ 0.02 đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Nhớ ấn like và subscribe, chia sẻ với bạn bè nếu như bạn cảm thấy hữu ích nhé. Và bạn tất cả link của web cũng như link group Facebook, link Telegram hỗ trợ các bạn mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới. Ok, cảm ơn các bạn.